lại đến với kênh của Phụng. Hôm nay thì Phụng nấu gà kho sả. Phụng có gia vị, Phụng có sả, có hành tỏi nha các bạn. Đầu tiên thì Phụng cho nước màu, Phụng cho một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê cờ no và một muỗng cà phê nước mắm nha. Mình ướp ở đây khoảng 5 phút nha các bạn. Rồi bây giờ Phụng cho cái chảo lên, cho tí xíu dầu, cho 2 muỗng cà phê đường vào đây. Mình thắng lên cho khi cái đánh đường mà nó có cái màu vàng cánh gián này là các bạn, thì mình cho tất cả những cái hành tỏi vào đây, mình phi cho thơm lên ha. Thì khi nó đã ngả màu vàng rồi, mình cho tất cả những cái gà vào ha các bạn. Đó, giờ đổ gà vào hết xong rồi mình sẽ xào cho đến khi mà nó săn lên. Nó săn lên xong rồi Phụng sẽ cho phần còn lại đó là sả. Cho sả vào hết rồi xong Phụng cho nửa chén nước dừa và nửa chén nước lọc để mình kho nó riu riu á các bạn, kho nó có độ lâu cho nó chín thịt ha. Đó thì kho khoảng nửa tiếng cho đến khi mà mình nó cạn nước là được ha các bạn. Đó thì sau khi nửa tiếng thì cái gà của Phụng đã cạn rồi đấy ha. Thì bây giờ mình chỉ việc đi ăn thôi nha các bạn. Hôm nay bữa cơm của Phụng thì có gà kho nè, có canh cải nấu với nấm, có rau sống và một chén cơm. Rồi bây giờ thì mời các bạn cùng đi ăn với Phụng nha. Bye bye. Ok, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ thì cái bữa cơm của Phụng đã xong rồi ha. Đó, cái thịt gà kho này nó rất là ngon luôn nha các bạn. Cái thịt gà này nó kho với lại nước dừa á, Phụng kho rất là mềm luôn ha. Đó. Thì khi Phụng kho, Phụng chừa lại một tí xíu nước chấm thôi. Tại vì ăn cái gà này mà ăn với lại cái dĩa rau chấm thì nó rất là ngon ha các bạn. Rồi bây giờ thì mời các bạn cùng ăn trưa với Phụng nha. Đó. Một bữa cơm đơn giản. Ở bên Việt Nam thì nó có nhiều rau, ăn chấm với cái này thì ngon ha. Còn ở bên đây thì nó không có nhiều rau đâu các bạn. Đó, mời các bạn ăn với Phụng nha. Ngon là ngon các bạn. Mời các bạn ăn nha. Cái thịt gà này cũng có nước dừa á các bạn, rất là mềm và thơm luôn ha. Cũng co thử nhiều lần mà mình co mình không có bỏ nước dừa vô, nó không có thơm các bạn. Các bạn thử đi ha. Ngon quá. Hôm nay thì Phụng kho cái này với sả. Kho với gừng cũng ngon các bạn. Rồi cái này mà có rau muống sống trẻ ăn ha, thì là ngon vô cùng. Phụng kho cái gà này nó vừa ăn, nó thấm gia vị rất là ngon. Thầy ớt là Phụng, tại Phụng có cắt là cũng có con nhỏ, không biết nó có ăn hay không. Nó thì cũng ít ăn nhưng mà Phụng cứ kho không có bỏ trước, để nó có ăn nó ăn. Chứ cái gà này kho mà cay là Phụng càng ngon ha các bạn.
Cái này là cái chân gà các bạn. Phụng kho mấy cái này các bạn. Thì Phụng hay thử một tí xíu nước đường á, để cho cái thịt mình càng thơm hơn ha. Khi các bạn làm thì các bạn cũng làm thử đi ha, cái đó, cái cách đó ăn nó sẽ thơm hơn. Thơm hơn là mình kho, mình không có thử cái đường phi đường lên ha. Con ơi là ngon, mà ăn một mình thì hơi buồn. Cái dưa leo bên đây cái này rất là ngon các bạn. Còn đây là cái tô canh của Phụng. Phụng nấu canh cải. Phụng thích ăn nấm cho nên cái gì Phụng cũng hay bỏ nấm vô. Nấm này ở bên đây thì nó không có ngon như Việt Nam, nhưng mà ăn tạm thì cũng được thôi các bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của Phụng nha. Hôm nay đến đây thì Phụng xin dừng clip và hẹn lại tất cả các bạn vào clip lần sau nha. Còn bây giờ thì Phụng xin chào tạm biệt. Ngày mới thì cũng xin chúc tất cả mọi người luôn luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Ok, bye bye. Sao bye bye baby? Bye bye.